Xin mời các bạn nghe tiếp tiểu thuyết Rừng Đói của tác giả Nguyễn Trọng Luân, nhà xuất bản Hội Nhà Văn năm 2016. Phần 9. Chúng tôi di chuyển thật, bùng biêng ba lô súng đạn đến một khu rừng nhiều những cây trứng cá. Đại đội tôi ở gần một cái trạm cũ của đường dây mặt trận. Gọi là trạm chứ chỉ có 4 người. Họ chuyên lo phục vụ những chuyến gùi hàng từ Cao Miên về B3. Nghe họ kể về tiểu đoàn gùi thổ mà thấy như chuyện kiếm hiệp. Nào là họ cõng cả tạ hàng trên vai đi mấy tháng trong rừng. Nào là tóc con gái dài đi gùi phải cuốn lên thành vòng, cho vào gùi hàng. Nào là hổ cứ nhằm cô nào họ Hoàng còn trinh mà vồ. Kinh quá! Trong suốt những ngày ở kiềng này, chúng tôi chỉ được một lần gặp trung đội gùi thổ ấy. Nhưng chỉ một lần thôi gặp họ mà chúng tôi thấy mình đổi khác. Chỉ từ hôm ấy, không thằng nào kêu đói ra mồm nữa. Cuộc đời lạ lắm. Con người ta là thứ động vật ích kỷ nhất thế giới. Luôn kêu ca cái khổ của mình. Cấm thấy thằng nào nói, tao sướng quá, tao xuất thân trong một gia đình không cơ bản. Thằng nào cũng thích cái cội nguồn cố nông. Thằng người này xếp bên cạnh thằng người kia, luôn muốn mình cao hơn thằng bên cạnh, nhưng lại cứ muốn thiên hạ biết là tôi là người dân nghèo. Cứ đói dã họng ra thì thằng nào cũng lộ rõ tâm can. Cứ cho vào chỗ chết chắc thì mới rõ con người thật của mình. Chiều ấy thất thểu từ các cánh rừng về, đứa nào cũng tay ôm mớ rau rừng đọt chuối hay sâu mộc nhĩ hoặc vài cái nấm. Súng AK quàng sau lưng, mặt mũi xám như tàu lá chuối hơ lửa, tai tái. Thằng Quyết đi đầu, đột nhiên dừng lại. Thằng đi sau thấy Quyết chững lại, tay vội nắm ngay lấy súng đẩy ra phía trước. Thằng Quyết, có tiếng con gái. Ừ nhỉ, tao cũng nghe tiếng. Thế là ai cũng nắm lại mũ, ôm mớ rau cho ngay ngắn, ngọ nguậy cho cổ áo ngay ngắn, cứ như có gái ngay trước mặt mình. Cái sự làm dáng trước đàn bà của thằng đàn ông là bản năng. Nó chẳng cần không gian đẹp hay ai phải dạy dỗ. Trời sinh ra đàn ông đàn bà, nó đã thế rồi. Ngay cả khi hiểm nguy chết chóc, cứ có đàn bà là đàn ông bỗng nhiên phải đĩnh đạc đàng hoàng. Thượng đế dạy thế. Tới bãi cây cổ thụ gần ngôi nhà nửa chìm nửa nổi của trạm, thằng nào cũng à lên. Sau mấy tháng trời, hôm nay mới thấy con gái người Kinh. Cứ như là mùa mưa phùn rầm rề, bỗng gặp ngày nắng hửng. Thằng nào cũng còn đang há mồm nhìn những mái tóc dài và bộ ngực căng đẫm mồ hôi, thì họ đã ríu rít: chào các em bộ đội, các em ơi cho em ăn canh rau với, vô nghỉ em ơi. Một trung đội gùi thổ đang chuẩn bị nấu ăn. Họ cũng chỉ có 3 lạng gạo một ngày. Đi dọc đường họ đào củ mài củ sắn làm thức độ. Anh Dâu Liên cho họ mấy nải chuối xanh và lon muối. A trưởng Lan quay sang bảo thằng Hại và thằng Thọ về nấu cơm, còn cho tiểu đội ngồi nghỉ. Ngồi xuống bãi cỏ nhìn những bao hàng to vật vã, tôi nhấp thở. Trời ơi! Nặng quá tôi không đeo nổi. Có nhẽ gùi hàng này đến nửa tạ. Các cô cười lanh lảnh: chú cha, bộ đội Hà Nội nào gùi được mơ. 45 kg đó hà. Nhìn họ ai cũng bết mồ hôi, áo lằn vào thịt. Mấy cô nhóm lửa đun nấu, còn thì chẳng buộc bao hàng sau một ngày hành quân. Họ bảo tất cả họ đều ở Quảng Nam. Giọng Quảng Nam nghe giòn vo. Cái cười của họ cũng giòn, cứ như ném cả chùm quả sung xuống nước. Tối hôm ấy sinh hoạt kế hoạch tiểu đội nhoáng nhoảng, chúng tôi lại mò sang chỗ các cô gái gùi thổ chơi. Cô bì trưởng nói rõ to: các đồng chí nghe hầy, ngủ sớm, mai lấy hơi, ta vượt sông hầy. Giữ nghiêm kỷ luật bộ đội khu 5 hầy. Họ mắc võng mà không có tăng. Họ bảo tăng ni lông chúng em hiếm lắm, chỉ có vải mưa bé xíu thôi. Chúng tôi nghe mà bùi ngồi. Vậy mà họ vẫn đi hết mùa mưa này sang mùa mưa khác, trong bom, trong đạn.
Chúng tôi đến làm cả bãi khách vui lên. Các cô kêu bọn tôi hát, kêu bọn tôi kể chuyện Hà Nội, kể chuyện chiến đấu. Thằng Quyết nói rõ to, bọn anh lính mới vô chưa quýnh trận nào. Các cô cười vang, hèn chi các anh trông còn ngon quá hay. Thằng Lương Lợi hỏi, ngon là sao? Một cô nói nhỏ, ngon là muốn mần ăn các anh luôn đó. Trong đêm, chả nhìn rõ mặt nhau, nhưng tôi đoán thằng nào cũng sướng. Trong khi ai cũng vui cũng cười, chỉ có võng của cô bê trưởng, không có chú lính nào ngồi cạnh. Tôi đi ra võng cô bê trưởng, ngồi xuống cỏ. Có tiếng động trên võng, ra là cô dịch trên võng rồi bảo, anh ngồi lên võng đi, ngồi dưới có kiến rừng đó. Chúng tôi ngồi xít lại nhau, cái võng rủ trùng xuống tận cỏ. Mùi mồ hôi con gái, mùi tóc như mùi lá rừng hăng hăng. Lần đầu tiên có một cơ thể đàn bà chạm vào người, tôi như cứng cả chân tay. Cô bê trưởng hỏi, anh ở Hà Nội hả? Không, anh học ở Hà Nội thôi. Rồi cô hỏi nhiều lắm, tôi chả nhớ cái gì vào cái gì nữa. Cứ thấy tóc cô quệt lên má lên mũi mình. Tôi nghe lõm bõm, em chỉ học đến lớp 5, rồi lên rừng theo bộ đội. Ba má em ở dưới biển, mần ăn cực lắm anh à. Em cũng yêu một anh cùng quê, nhưng anh hy sinh rồi. Cánh rừng đung đưa, trao bên này bên kia, và rừng có gió. Gió bay mùi quả gùi thơm như phấn hoa. Bãi khách lặng như tờ. Thì ra họ cũng đang tâm sự với màn đêm về thân phận của chính mình với nhau, dù chả ai rõ mặt ai. Cô bê trưởng thì thầm, mỗi chuyến đi của chúng em có tới cả tháng rưỡi mới về cứ. Chúng em cõng thuốc tây, đậu xanh, cá khô, cõng thuốc lá từ miên về, cũng có đợt cõng toàn máy vô tuyến. Trung đội em đã nhiều lần bị cọp vồ mất mấy đứa, tội quá anh hỉ, toàn đứa chưa có người yêu. Mà kỳ ghê, cọp cũng thích gái trinh hả anh? Có đợt đi 2 tháng, 2 tháng bê em chả đứa nào hành kinh. Chúng nó khóc tu tu, chúng nó sợ mất cái đàn bà. Em nói, tao đây nè, 4 tháng nay cũng chả có hột kinh nào. Chúng nó mới im. Cô bê trưởng ôm ngang lưng tôi tự lúc nào. Ngực cô áp vào vai tôi cứng ngắc, cái võng trùng hẳn xuống cỏ. Chúng tôi đã ngồi trên cỏ rất mềm. Bên tôi, người con gái cũng rất mềm. Một đêm ở chiến trường, hương rừng cũng mềm như làng quê tôi Thanh Bình. Tôi nghe tiếng thì thầm ở ngực mình. Người con gái gục đầu lên ngực tôi. Anh có biết chúng em sợ nhất điều chi không? Đói. Gùi nặng thế đi ngày này qua ngày kia mà chỉ có 6 lạng gạo. Kiếm được gì ăn nấy, tuổi 17 mà có lon gạo, nuốt đánh vèo. Họ bảo rừng nhiều thức ăn lắm, nhưng mà chúng em đâu có kiếm được như các anh. Lượm nấm, lượm mộc nhĩ nấu canh ăn mà đi té re quá trời. Những cánh rừng chúng em đi qua, rừng cũng đói anh ạ. Sốt rét thì sẽ khỏi, nhưng đói thì dai dẳng đến tận lúc hy sinh. Em sợ. Cô gái ngẩng lên, nói rõ gọn và dứt khoát. Anh mần em cái hôn đi anh. Tôi im lặng. Và cô hôn tôi. Lần đầu tiên biết nụ hôn con gái là được hôn một nữ đồng chí ở chiến trường. Đến bây giờ tôi không nhớ mặt. Tôi không nhớ cái hôn ấy thế nào. Chỉ nhớ mùi cánh rừng chỗ nơi các cô trú lại một đêm bên cạnh đại đội tôi. Đêm ấy, cuối mùa khô 1972, một cô gái nói giọng Quảng Nam. Sáng hôm sau, chúng tôi lại đi đào sắn. Bãi khách hôm qua vắng lặng, chỉ còn vài cành củi khô và cái bếp nguội tanh. Vậy là các cô đi sớm lắm và không có nấu nướng gì. Mấy con sóc đang chạy trên bãi cỏ tìm hạt cơm rơi, thấy chúng tôi vội leo vụt lên cây. Cả tiểu đội không đứa nào nói câu gì. Chúng nó ngoái nhìn những gốc cây buộc võng của các cô gái đêm qua. Tôi ngửa mặt. Hóa ra trên đầu võng tôi và bê trưởng đã hôn nhau đêm qua. Có một lùm hoa phong lan rất to, tít trên ngọn cây cao, không ai trèo lên được. Hôm nay, rừng như vắng hơn.
vạc đồi sắn vẫn như mọi ngày, mà cây cối như thưa hơn. Tít trên trời cao, ba vệt khói trắng B-52 kéo từ tây sang đông mà không hề nghe thấy tiếng máy bay. Thằng Hoan tay ôm cái mảnh gỗ thùng đạn làm bàn thái sắn sang chỗ tôi đang hì hụi đào. Nó bảo, này, tao còn thuốc dê, chui vào bụi hút cái đã. Ừ, phải. Có mỗi điếu thuốc cuốn bé như cái cuộn lá sắn, mấy thằng túm vào, không đủ mỗi thằng một hơi. Chỗ chúng tôi ngồi là bụi cây dưới một gốc cây rẻ rừng. Hoan nằm ngửa ra đất, nó kêu lên, ôi gai nhiều quá. Thì ra nó nằm lên đống quả rẻ khô. Hai thằng gom lại một đống rồi châm lửa nướng hạt rẻ. Ngồi cắn hạt rẻ lam nham bụi than, nó kể về vụ tối hôm qua trước các cô gái Quảng Nam. Nó bảo, hóa ra tụi mình đâu có khổ, bọn gái gùi thổ ấy còn khốn nạn gấp tỷ lần mình. Hai thằng trầm ngâm như ông cụ. Nghe chuyện bọn nó, mình không dám kể chuyện bọn mình đói mày ạ. Thế mà cả tiểu đoàn toàn những thân trai tráng kêu đói kêu khổ, váng cả rừng. Hèn thật, bọn mình là hèn đại nhân. Hết phần 9. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái, chào tạm biệt.